Vang là một thiết bị không thể thiếu đối với mỗi một bộ dàn karaoke phải không ạ? Chúng ta có vang cơ hoặc là vang số. Đối với vang cơ thì khá là dễ dàng trong việc để chúng ta có thể làm chủ được. Còn vang số là một lĩnh vực khá là khó đúng không ạ? Khi mà chúng ta chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng thì chúng ta chưa thể nào mà điều chỉnh một chiếc vang số hay và theo ý thích của mình được. Vậy thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị cách chỉnh đơn giản một chiếc vang số để quý vị có được giọng hát karaoke hay như ca sĩ quý vị nhé. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và ở đây Hữu Duy đang sử dụng một combo karaoke đến từ thương hiệu JBL để test thử bởi vì loa cũng rất là quan trọng đối với chất âm bởi vì mỗi một dòng loa sẽ có một chất âm khác nhau, mỗi một dòng vang cũng như là mỗi một dòng micro thì cũng sẽ có chất âm khác nhau. Thì ngày hôm nay hữu Duy sẽ cơ bản để lên một cấu hình khá là cơ bản với một bộ dàn karaoke thông thường để chúng ta lấy đó là mẫu cũng như là quy chuẩn chung quý vị nhé. Những dòng khác thì chúng ta cơ bản là sẽ xây dịch một chút thôi. đôi loa sẽ sử dụng là đôi loa JBL MTS10 bass 25 À, tiếp theo là cục đẩy, cục đẩy chúng ta sẽ sử dụng cục đẩy à, BIK VM620A hai kênh mỗi kênh 600W Vang số ngày hôm nay Hữu Duy sử dụng để test đó là dòng JBL KX180A Một mẫu vang số rất phổ thông và được coi là vang số quốc dân tại bản Elec. Uh, micro thì ở đây Hữu Duy sử dụng micro VM200 đến từ thương hiệu JBL Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn hình máy tính để xem những thông số như thế nào quý vị nhé Giờ Hữu Duy sẽ vừa chỉnh vừa alo để chúng ta có được một tiếng mic hay nhất khá là nhanh thôi Dạ vâng và đây sẽ là giao diện của phần mềm uh, điều chỉnh dòng vang JBL cách 180 a uh, Thì ngày hôm nay trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu nói về uh, cách chỉnh tiếng mic cũng như là tiếng hiệu ứng effect để làm sao cho hay thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến 3 mục chính đó là mic 12 này, mic 12 hoặc là mic 3 và phần effect đây sẽ là ba mục mà chúng ta nên quan tâm chính ở đây sẽ có ba cổng cắm mic đúng không ạ mic một mic hai mic ba thì ở đây hữu duy đang cắm vào mic một cho nên là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến phần mic một hai này thôi và phần effect chỉ hai phần này thôi còn một phần nữa liên quan đó chính là phần main cũng như là phần music thì ở đây hữu duy đang để phẳng để chúng ta có một cái đánh giá công tâm về chất âm của những sản phẩm cũng như là chất âm mà khi chúng ta hiệu chỉnh sẽ có cái chất âm như thế nào Rồi À, còn phần mic 12 Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh phần mic Ở đây Hữu Duy đang sử dụng mic VM200 à, Cái tiếng mic đây là một dòng mic chính hãng Chất tiếng cũng khá là ok, dày dặn tiếng hay Thì Hữu Duy muốn giọng dày hơn một chút Thì ở đây Hữu Duy đang tăng cái điểm 4 này đây ạ Điểm 4 đây, quý vị có thể thấy được ngay Hữu Duy à, tăng lên Tăng lên một chút khoảng à, 1,9 dB 1,9 decibel ở cái giải tần khoảng 78,7 Hz đó. À, uh, hiệu duy tăng lên một chút để tiếng mic nó có độ dày dặn cũng như là cái tiếng trầm nó tốt hơn một chút. Đó, đừng tăng cao quá, nếu tăng cao quá nó sẽ bị ù. Uh, và Hữu duy muốn tiếng mic sáng hơn một chút thì Hữu duy tăng ở cái điểm 13. Đây, điểm 13, đó là cái điểm à uh, giải tần thứ 8640 Hz đó và tăng lên 1.3 dB. Thì hiệu duy tăng hai cái điểm cơ bản như vậy thôi, thêm thêm một ít bát và thêm một ít chép để chúng ta có cái tiếng mic sáng hơn và dày hơn alo, à, à 1, 2, 3, 4 Đây là tiếng mic khi mà chúng ta tăng lên như vậy quý vị nhé Tiếng mic khá là ok và dày dặn rồi Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần effect Đây mới là phần quan trọng để quyết định làm sao chúng ta có một cái hiệu ứng hát hay Rồi, bây giờ Hiệu Duy sẽ mở effect ra Thông thường effect của vang cách 180 này Chúng ta sẽ để dao động từ khoảng 30 cho tới 40 Đó là khoảng đẹp để chúng ta có một cái hiệu ứng hát karaoke hay Hiệu duy đang để effect ở 35 Đó, Đây là cái mức âm lượng của effect quý vị nhé. Chúng ta có thể à, điều chỉnh được bằng cách vặn cái núm nữa, vặn núm đây, vặn cái núm ở phía đằng trước vang này này. Đó rồi và đây là sẽ là những cái thông số cơ bản. Ở đây quý vị à, hãy quan tâm đến thứ nhất là có ba cái ba cái bảng này, à, Eco EQ này, Reverb EQ cũng như là Effect EQ. Đây là EQ của effect tổng. Hầu như Hiệu duy sẽ để phẳng hết. Bởi vì sao ạ? Uh, đây là một dòng vang rất là chuẩn rồi cũng như là loa chuẩn cũng như là mic chuẩn rồi thì chúng ta không cần phải tăng lên quá nhiều đẩy quá nhiều chúng ta cứ để phẳng là uh, cảm thấy là nó cũng đã rất là hay rất là ok rồi thì chúng ta sẽ để phẳng để như vậy để chúng ta có một cái đánh giá công tâm nhất eq chúng ta để phẳng nhé uh, reverb chúng ta cũng để phẳng và Echo chúng ta cũng để phẳng mà để phẳng như vậy thì chúng ta cắt như nào để làm sao cho hợp lý bởi vì mỗi phần eco effect này hay là reverb hay là eco đều có đều có những cái băng eq và đều có những cái lâu cắt và hai cắt đúng không ạ? thì chúng ta cái cắt đầu cắt đuôi như nào để cho hợp lý. À, đối với phần uh, eco đúng không ạ? Eco. Đây hữu sĩ sẽ để ra. À, với cái điểm low cut đây, với cái điểm này thì chúng ta sẽ cắt được khoảng bao nhiêu? À, high pass filter chúng ta sẽ cắt bao nhiêu cũng như low pass filter chúng ta sẽ cắt bao nhiêu. Đó. Thì uh, ở đây chúng ta sẽ có low pass filter. Đó, low pass filter là cắt ở điểm trên thì chúng ta sẽ cắt ở cái khoảng tầm hơn 10k quý vị nhé Uh, Hữu Duy đang cắt ở điểm uh, 10.500 hect đó 10k 10k 10.500 hect thì đây là những thông số khá là cơ bản thì Hữu Duy đã thử ở trên rất nhiều những dòng loa cũng như là nhiều uh, bộ effect cũng như là nhiều chiếc vang khác nhau rồi thì đây sẽ là những thông số cơ bản chuẩn để chúng ta có được hiệu ứng nó nó hay đó uh, Low pass filter thì sẽ rơi vào khoảng tầm 10.000, dao động cộng trừ 1.000. Đó. Thôi, ở đây Hữu Duy đang để khoảng tầm 10.000 rưỡi và hai pass filter hiệu Duy đang để ở 60 Hz quý vị nhá. Đó để có thể uh, cái uh, giải lập nó sẽ lặp lại ở cái giải đẹp nhất, những cái giải đẹp nhất không bị trói quá và không bị ù quá. Đó. Và cái repeat ở đây hiệu Duy đang để ở khoảng 56, 55 cho đến 56 sẽ là cái độ lặp của nó là bao nhiêu đúng không ạ? Damping độ giảm chấn thì hiệu Duy sẽ để ở khoảng 10.700 Hz quý vị nhé Nó sẽ dao động đâu đó khoảng tầm 10k Đó sẽ đẹp nhất ở khoảng đó còn dry volume, độ thật của giọng thì chúng ta hữu duy đang để khoảng 20% để chúng ta vừa có cái độ thật của tiếng cũng như là vừa có cái độ ảo của effect để khi chúng ta hát cảm giác nó hay hơn, nó mượt mà hơn. Um, uh, delay, pre-delay thì hữu duy đang để ở 8 mili giây quý vị nhé, không quá xa mà cũng không quá gần, không quá thật đúng không ạ, cũng như là không không quá ảo. Chúng ta cứ để khoảng 8 mili giây là đẹp, tức là chúng ta nói ra thì 8 mili giây sau thì cái độ cái, cái, cái tiếng vang tiếng echo bắt đầu lọc từ loa ra chúng ta cảm giác như vậy nhưng mà nó không bị quá quá ảo đúng không ạ mà không không quá thật thì chúng ta sẽ hát như vậy thì sẽ có cái độ nó vừa đó cái phần này thì nó hơi 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 gọi là hơi máy móc một chút nhưng mà nó là những cái thông số cơ bản hữu duy đã chất lọc ra rồi thì chúng quý vị nếu mà chưa chưa biết chưa 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 tìm hiểu về vang thì chúng ta có thể áp dụng những thông số cơ bản này chỉ cần áp dụng thôi là nó đã ok rồi đúng không ạ cái độ delay delay của eco thì uh, chúng ta sẽ để ở khoảng 210 họ cho đến 218 220 ml thì sẽ có cái độ um, eco eco cái tiếng eco nó là đẹp nhất nó không quá chậm mà nó cũng không quá nhanh quý vị nhé thì ở đây chúng ta sẽ có cái tiếng eco đẹp nhất rồi và cái phần uh, Right channel pre delay cũng như là right channel delay thì ở đây chúng ta sẽ để ở khoảng 5% và 7% hai thông số này để nó có sự đảo đảo hai bên loa đó để chúng ta sẽ có cái hiệu ứng hát karaoke eco hay hơn đó còn eco volume hữu duy sẽ nói về phần eco volume và uh, reverb volume sau bởi vì đây sẽ là hai cái thông số cơ bản để quyết định chúng ta hát theo kiểu gì và ngày hôm nay hữu duy cũng hướng dẫn quý vị để chúng ta uh, thứ nhất là hát theo kiểu phổ thông cấu hình phổ thông và cấu hình chuyên nghiệp đúng không ạ phổ thông thì chúng ta tăng như nào và uh, chuyên nghiệp thì chúng ta tăng như nào phổ thông tức là ai hát được rất là dễ hát còn chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ hát theo Tiếng phong cách reverb, tức là tiếng như ở trên sân khấu biểu diễn đó các bạn Ok à, Khi mà chúng ta điều chỉnh cơ bản như vậy rồi Thì những cái giải băng EQ nó đã tự động vào đúng vị trí của nó Thì chúng ta sẽ có được một cái biểu đồ nó đẹp như thế này Rồi, tiếp theo sẽ đến phần reverb quý vị nhé Reverb volume một chút nữa Hữu Duy sẽ nói sau à, Còn đâu về phần low pass filter của reverb Thì chúng ta sẽ để mắc luôn 20.200 để chúng ta có cái tiếng vợt nó sáng nghe nó sáng nó bay tiếng thì đây sẽ là phần quyết định cái việc nhé reverb uh, low pass filter chúng sẽ để khoảng 20.200 mắc luôn đó còn phần high pass filter thì tiếng reverb chúng ta sẽ thiên về những cái tiếng sáng cho nên chúng ta không để quá quá là sâu chúng ta sẽ cắt lên khoảng tầm 200 đúng không ạ? 198 cho đến 200 Hz đó cái khoảng cắt low pass filter rất quan trọng quý vị nhé Tiếng reverb nó không bị đục là do lý do này đó quý vị. Chúng ta cứ để sâu quá thì tiếng reverb nó sẽ bị lẫn cái giải bát nó hơi đục một tí. Nó sẽ không được bay lắm. Đó nhưng mà chúng ta cắt đến khoảng 200 thì nó sẽ hết cái cái hiện tượng đó. Rồi, về phần drive volume, độ thật của tiếng reverb thì hiệu duy cũng để khoảng tầm 18 cho đến 20%, nó sẽ là cái khoảng chung để chúng ta có thể sử dụng đẹp nhất. Pre delay cũng vẫn là 8 ms quý vị nhé. Và reverb time có một cái này thì rất là quan trọng muốn chia sẻ đến quý vị, cái phần Reverb Time này này Đối với riêng của dòng JBL cách 180A thì chúng ta sẽ để ở 7.000 ms quý vị nhé Khoảng tầm 6.500 cho đến 7.000 ms Bởi vì riêng dòng cách 180A này thì hữu duy cảm thấy tầm này nó mới gọi là đủ Tầm này nghe tiếng reverb nó mới đã, cái độ dài đó, độ dài của tiếng reverb nó ngân 7.000 ms Nhưng mà Với dòng cách 180A này đó là 7.000 còn đối với những dòng khác ví dụ như là những chiếc vang của BK sao Thế cho nên Hiệu Duy mới nói là mỗi vang nó có một chất khác nhau Giả sử như là với dòng X5 Plus hay là X6 Luxury Chúng ta để khoảng tầm 3.000, 3.500 đã là rất dài rồi Đã dài ngang với 7.000 của cách 180A rồi cho nên là chúng ta phải thử đây không phải là một uh, về riêng cái phần reverse time này thì nó là một cái thông số một cái thông số uh, hữu duy cảm thấy là nó 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 khá là chênh lệch giữa các vang khác nhau mỗi một vang nó có một chất một cái kiểu khác nhau quý vị nhé cho nên là với dòng cách 180 a này quý vị phải để lên khoảng sáu nghìn rưỡi bảy thì mới bằng được các dòng vang khác là uh, khoảng tầm ba nghìn đến ba rưỡi cái này nó không phải là kém hơn mà là cái chất vang nó như vậy quý vị nhé và đặc biệt là với dòng cách 18 a này tiếng eco cực kỳ ngọt và tiếng reverb rất là sáng, tiếng reverb cực kỳ sáng quý vị nhé Chúng ta cảm tưởng như đang hát ở trên những sân khấu lớn, rất là ok. Và với cái bộ thông số này thì chắc chắn là quý vị sẽ có được một cái chất effect nó rất là hay. Nhưng mà ngoài chỉnh thông số này ra quý vị hãy để ý đến ba phần Eco EQ, Reverb EQ và Effect EQ Chúng ta nên để phẳng đúng không ạ à, Thiếu gì thì mới tăng lên thôi Còn thông thường chúng ta nên để phẳng Để chúng ta có được cái hiệu ứng bộ Effect nó hay nhất Rồi và bây giờ chúng ta sẽ để ý đến phần Eco Volume và Reverb Volume Alo 1, 2 đây, đây sẽ là, là chưa là có Eco và chưa có Reverb Khi mà quý vị hát karaoke gia đình Thì chúng ta sẽ tăng Eco lên quý vị nhé Bởi vì đây là cấu hình ai cũng hát được Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tăng Eco lên 95% Đó Lên 95% thì chúng ta sẽ có được tiếng Eco nghe rất là dễ hát Rất là dễ hát rồi Alo 1, 2, 3, 4, 5 đây sẽ là tiếng mà hiệu Duy đã alo ở đầu video đó ạ. Còn nếu mà quý vị muốn hát nó uh, nó không bị khô quá, quý vị cảm thấy là tiếng echo này nó hơi khô một tí thì quý vị có thể tăng một chút reverb lên. Đây sẽ là hiệu ứng trộn quý vị nhé. Trộn cả echo và reverb thì chúng ta sẽ có được hiệu ứng hát nó sẽ mềm mại hơn và nó uyển chuyển hơn. Chúng ta sẽ tăng lên độ uh, 40%. 40%, 95 và 40 thì chúng ta sẽ có được hiệu ứng hát karaoke nó vừa reverb mà nó có vừa echo nó mềm mại uyển chuyển nó sẽ hay hơn alo, alo. alo. Một, một, một hai alo một hai đó quý vị cảm thấy là tiếng này nó đã mềm mại hơn chưa ạ đó đó là hiệu ứng để ai cũng có thể hát được còn hiệu ứng chuyên nghiệp thì sao chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ làm một thao tác rất đơn giản thôi những thông số chúng ta đã chỉnh hết rồi bây giờ chúng ta chỉ cần làm một thao tác là giảm hết echo giảm hết eco về và tăng reverb lên 95%. Chúng ta chỉ có vài thông số để nhớ thôi ạ, à, đúng không ạ? 95 và 40 đó, đó là volume, đúng không ạ? À, nếu mà hát theo kiểu eco không thôi thì 95 eco không reverb. Hát theo kiểu trộn thì là 90 95 eco, 40 reverb, đúng không ạ? Và nếu bây giờ chúng ta hát kiểu chuyên nghiệp thì không eco, 95 reverb sẽ là hiệu ứng hát chuyên nghiệp như trên sân khấu, tiếng vợp nó dài, nó bay, nó sáng, hát karaoke rất là hay. Alo, 1 2 3 4 5. Quý vị thấy sao ạ? Cái tiếng xì si nó rất là sáng đúng không ạ? Rất là sáng tiếng bởi vì chúng ta để đúng thông số để đúng giải thì tiếng reverb cực kỳ sáng và bay tiếng. Alo, 1 2 3 4 5. ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người cần một làn hơi ấm cần bờ vai khẽ run để cho anh được thấy như em đang kề bên Dạ vâng và đó là những thông số khá là cơ bản để chúng ta có thể làm chủ được thiết bị JBL cách 180A. Và đó chỉ là một phần khá là nhỏ về chỉnh tiếng mic cũng như là tiếng effect. Và ở đầu video hữu duy cũng đã nói là mỗi một dòng loa, mỗi một dòng mic và mỗi một dòng vang đều có một cái tính chất khác nhau thì đây cái cấu hình này chỉ áp dụng cho loa này, mic này và vang này thôi. Với sản phẩm khác thì chúng ta sẽ um, sử dụng bộ EQ khác, chúng ta sẽ căn chỉnh kiểu khác, căn chỉnh những cái giải EQ của mic theo kiểu một kiểu khác nhưng mà cơ bản thì những thông số effect thì vẫn là như vậy quý vị nhé để chúng ta có một cái hiệu ứng hát karaoke hay và cái bộ effect này cũng chỉ áp dụng cho cái 180a thôi những chiếc vang khác thì cũng sẽ có những cách căn chỉnh và những cái bộ effect khác nhau đó cảm ơn quý vị đã theo dõi một cái video rất là ngắn chia sẻ ngày hôm nay hữu duy muốn chia sẻ đến quý vị cách chỉnh làm sao cho chúng ta có một cái chất âm Một cái chất mic hay Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, test thử chất âm của bộ dàn karaoke ngày hôm nay Hiệu Duy sẽ hát thử một bài uh, Bằng uh, hiệu ứng uh, effect của Echo Và hiệu ứng effect của uh, Reverb Để xem là hai hiệu ứng này Thì nó sẽ có chất âm như nào quý vị nhé Bây giờ là hiệu ứng Echo quý vị nhé xa vòng đôi mắt em Chiều nào tóc ngồi bên xe thầm ước những năm đầu gian nói kẽ tâm từ lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lối đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vài cây yêu thì thôi mơ ước chi nhiều Bây giờ là hiệu ứng revert quý vị nhé. Hôn lửa xa vào đôi mắt em. Chiều nào xoan yêu thì thôi vâng thưa quý vị vậy thì qua video ngày hôm nay hữu duy đã chỉ cho quý vị cách để chúng ta có thể tự mình set up một cấu hình cơ bản để hát karaoke hay như ca sĩ rồi phải không ạ bởi vì là mỗi một dòng loa dòng mic cũng như là dòng vang sẽ có một tính chất khác nhau cho nên cấu hình này chỉ áp dụng với bộ sản phẩm ngày hôm nay mà thôi chúng ta nếu mà thay loa cũng phải thay đổi theo kiểu khác à, thay micro cũng phải thay đổi theo kiểu khác quý vị nhé cho nên cấu hình này không phải áp dụng cho tất cả những dòng à, sản phẩm đâu Nhưng mà cơ bản thì chúng ta sẽ chỉnh à, gần như là như vậy Nếu mà chúng ta có loa khác thì điều chỉnh cơ bản một chút Chúng ta nghe làm sao mà nếu mà loa này thiếu bát thiếu chép thì chúng ta tăng lên Hay là nhiều bát nhiều chép quá chúng ta giảm bớt đi một tí Vậy là nó đã rất là hay rồi Đặc biệt là với bộ effect thì hữu Di cũng đã nghiên cứu rồi nó cũng khá là cơ bản Thì à, với bộ effect này chúng ta có thể hầu như áp dụng được tất cả những loại vang quý vị hãy chỉnh cơ bản theo những gì mà hữu duy đã hướng dẫn thì đảm bảo với quý vị sẽ có được một chất âm karaoke khá là hay và tương đối hay quý vị nhé và quý vị đừng quên là với dòng vàng JBL cái 180A đang có mức giá bán tại bảo châu Alex là 8 triệu 490 nghìn cảm ơn quý vị đã theo dõi video của bảo châu Alex bảo châu Alex với thương hiệu 20 năm chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc khi quý vị mua hàng quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi Quý vị đừng quên là cách thức mua hàng thì cũng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta đến trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu để tham quan mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website bảo châu com để tìm cho mình sản phẩm mình mong muốn. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi ngay đến hotline của Bảo Châu Elec là 0255 hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 hoặc là hotline hỗ trợ kỹ thuật online 0868500255. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục. Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ